Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu một bộ thiết bị dạy nghề với mức độ sư phạm thiết kế input output sử dụng chuyên sâu để đào tạo điện điện tử xe máy cho các trung tâm đào tạo các cái trường dạy nghề. Hiện nay đây là một bộ thiết bị mà chúng tôi đang chuẩn bị đập thùng hàng, nói đúng là đập thùng hàng để chuẩn bị test lại một lần cuối cùng, đóng gói để giao cho các trung tâm đào tạo nghề. Hình ảnh này chúng tôi muốn nói rằng là nếu như các cái trung tâm đào tạo nghề nào hiện nay muốn cung cấp một cái trang thiết bị dạy nghề tiêu chuẩn có hàm lượng công nghệ chất xám cao để phục vụ cho các cái xe máy thế hệ mới trong việc đào tạo, thì chúng tôi là một đơn vị mà hiện nay đang chuyên thiết kế và nghiên cứu các cái trang thiết bị dạy nghề như ngày hôm nay. Đây là một cái bộ thiết bị mà chúng tôi đã hoàn thiện ở cái mức độ về cả hình thức cũng như kỹ thuật công nghệ với cái hàm lượng chất xám và cái sư phạm được thiết kế đã là những phiên bản sử dụng trong nhiều năm, và đây là phiên bản mới của chúng tôi thực hiện trong năm nay. Và đây là những cái đợt cung cấp thiết bị mà chúng tôi đang đóng thùng để chuẩn bị cung cấp cho các cái trường đào tạo nghề với một cái số lượng lớn, và các bạn có thể tham quan số các công nghệ của chúng tôi. Một cái trang thiết bị như này thì nó cũng không phải đầu tư quá lớn, nhưng mà về mặt chất lượng và chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật và nâng cấp cho các đơn vị nào mà đã sử dụng các cái công nghệ và trang thiết bị của chúng tôi, thì hàng năm nếu có những cái công nghệ gì mới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bổ sung và cung cấp thêm ở trong các cái gói đầu tư hàng năm cho các cái trường đào tạo nghề. Đây là một cái gói đầu tư mà chúng tôi đã trang bị chuẩn bị để cung cấp cho các cái trung tâm đào tạo. Và bây giờ thì mời các bạn có thể lại gần hơn nữa để chúng ta quan sát về chất lượng, sự tinh tế của những cái trang thiết bị mà chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo của Việt Nam. Đây là những sản phẩm mà chúng tôi đã thực hiện. Bây giờ anh em có thể quan sát thử những cái công nghệ. Tôi xin mời anh kỹ thuật có thể thao tác một vài thao tác trên bộ thiết bị mà được thiết kế. Và đây là một trong những cái thiết kế mà chúng tôi có thể điều chỉnh tốc độ động cơ nhanh chậm bằng công nghệ biến tần để thiết kế cho những cái hệ thiết bị có các cái đầu vào là các tín hiệu CKT, điều khiển trung tâm, cái đầu ra, các cái cơ cấu chấp hành. Chúng ta có thể nhìn về cả hình ảnh sơ đồ nguyên lý và chi tiết thật đã được thiết kế rất là tinh xảo. Và đặc biệt là các cái vật liệu chúng tôi thiết kế trong đợt này là vật liệu không bị mờ và đã thiết kế là bóng kính với mica chất lượng cao và được in chìm sâu vào bên trong. Và trong cái bộ thiết bị mới này chúng tôi cũng trang bị công nghệ motor khởi động ACG và các cái động cơ và máy phát điện bạc hà và các cái thiết bị đo công nghệ cao. Chúng ta có thể quan sát thử các cái thiết bị đo của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đã trang bị hoàn toàn một cái việc. Đây là một cái thiết bị đang kiểm tra cái xung tín hiệu. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là máy đo đa kênh. Giờ đây đang kiểm tra hai kênh, một kênh là CKP, một kênh là tín hiệu của input. Thiết bị đang hoạt động bình thường, đúng như nguyên lý làm việc trên xe. Với những trang thiết bị như này thì giáo viên cũng phải có một cái trình độ nhất định về điện điện tử, chứ không thể là một giảng viên dạy thợ máy, một thợ máy có thể đi dạy điện tử được. Hoàn toàn một cái tư duy khác đối với công nghệ điện điện tử, công nghệ mới trang bị cho những xe máy và ô tô ngày nay. Ở đây ta đã trang thuộc với những trang thiết bị của chúng tôi với chiếc máy Motoscan. Hiện nay thì đã có phiên bản 6 rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn thử nghiệm với những phiên bản 5, phiên bản đầy đủ, cả phiên bản 6 là phiên bản chuyên nghiệp. Và chúng tôi sẽ sắp cung cấp cái sản phẩm phiên bản 6 nào đến thị trường cho người tiêu dùng trên cả nước và quốc tế. Chúng ta có thể xem các thông số
Đây là cái máy Motoscan 5 này đang kết nối với cái hệ thiết bị chứ không kết nối với xe. Đây là công nghệ ACG chúng tôi đã thiết kế với motor một chiều không chuyển than, công nghệ ECU điều khiển điện tử, công nghệ các cái cảm biến, các cái phần khí đầu vào với các chầu chân dắt nối cũng được thiết kế với chất lượng cao. Và mời anh có thể thao tác một vài thao tác trên thiết bị, ví dụ như là anh ấn một cái nút khởi động và cho hệ thống này làm việc. Và đây là nút khởi động. Và có thấy là ACG làm việc và nghe cái tạch tạch đấy, nó có thấy là hệ thống đánh lửa đã bắt đầu làm việc. Nút khởi động lại và có những mũi tên nhìn thấy chúng ta có thấy là chúng ta đang làm việc. Đây là cái nguyên lý của hệ thống khởi động ACG. Tất cả các thông tin đó chúng tôi có thể rõ ở trên. Và chúng ta thấy tốc độ máy rất là sớm, tất cả các thông tin thể hiện trên xe. Và khi chúng ta ấn khởi động đề ấy, chúng ta thấy là cái thời gian phun nó đến 7 giây. Đúng nguyên lý là cái khởi động lạnh của chiếc xe đó đã ở cái mức độ 7 giây. Còn khi mà đã đạt được cái tốc độ guarantee máy nó hoạt động rồi thì nó sẽ trở lại cái thời gian phun tiêu chuẩn. Tất cả các thiết bị là chúng tôi đã thiết kế cũng có kinh nghiệm nhiều năm với công nghệ máy móc thiết kế tự động, cho nên là việc thiết kế các cái market in ấn trong thời gian này chúng tôi làm có thể nói là đạt cái tiêu chuẩn cao nhất trong tất cả các thiết bị công nghệ mà DTDL Auto đã nghiên cứu trong thời gian vừa qua. Nếu đơn vị nào trên cả nước, đặc biệt là các cái trung tâm đào tạo nghề, các cái trường dạy nghề, các cái trường đại học, nếu như mà có nhu cầu đặt hàng, hợp tác, chế tạo các thiết bị với chất lượng, với công nghệ, với chuẩn mực về mặt khoa học, kỹ thuật thì chúng tôi là một đơn vị mà có thể tin cậy để anh em có thể đặt hàng những cái sản phẩm tương tự. Với các sản phẩm này, nếu như trường nào có nhu cầu ngay trong năm nay, liên hệ với chúng tôi đã có sẵn trong kho rất nhiều các cái sản phẩm tương tự để cho phục vụ nhu cầu của quý vị trong năm nay.